Dạ vâng, chào mừng các bác và anh chị đã quay trở lại với kênh Nhật của em trên YouTube. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho các bác và anh chị tham khảo được một chiếc bếp, một con Panoma mặt men màu đen, sử dụng được hai bếp nấu và một lò nướng, có chức năng an toàn tự động tắt lửa khóa ga trong 3 trường hợp. Các bác và anh chị cùng theo dõi với em sẽ test các tính năng của bếp và giới thiệu về hình thức và thành vách của con bếp này để cho các bác và anh chị tham khảo được trong buổi video ngày hôm nay. Mặt con bếp là mặt men màu đen, rất là đẹp luôn. Con này thì nói chung là về hình thức bếp bãi như thế này là rất là đẹp rồi. Cũng có một điểm chấm nhẹ ở đây đó. Nói chung là cái phần bếp bãi như thế này là cũng quá đẹp rồi. Không gọi là cũng là các bác và anh chị cũng hoan hỷ giúp cho bọn em. Thì là bếp bãi thì không thể tránh khỏi được. Cũng có con bị, cũng có con không. Nhưng cái nào mà bị chảy xước nhiều thì em sẽ giảm giá thành. Còn con nào chỉ bị một chấm, hai chấm nhỏ nhỏ thì các bác cũng hoan hỷ giúp em nhé. Một con này là chia lửa, là bằng hộp kim nhôm nguyên khối. Một chia lửa đã qua sử dụng nhưng mà đang còn rất là đẹp luôn. Khe lửa ra rất là đều luôn, không bao giờ bị hoen dỉ hay cong vênh gì đâu. Phòng bếp thì bên em vệ sinh sạch sẽ hết cả rồi. Nội thất bên trong thì rất là đẹp, không bao giờ bị ham rỉ, cam kết 100%. Khi các bác mà quan tâm đến mã bếp này thì em sẽ mở nội thất và test thử qua Zalo hình ảnh cho các bác xác nhận. Giường của bếp thì làm bằng chất liệu thép chống rỉ sơn màu đen. Phòng bếp thì là rất là đẹp. Bây giờ em sẽ bật lửa lên và test các tính năng và chức năng của bếp cho các bác và anh chị biết được. Một ngọn lửa rất là đẹp luôn. Lửa rất là xanh đúng không ạ? Em đưa rất gần và chi tiết đấy. Các bác và anh chị quan sát qua màn hình nhỏ giúp em. Ngọn lửa rất là xanh luôn. Ưu điểm của dòng bếp Nhật là ngọn lửa rất là xanh. Ngọn lửa xanh thì nấu tiết kiệm ga, tiết kiệm từ 25 đến 30% so với lại bếp ga bình thường. Ngọn lửa xanh là đã đốt triệt để được lượng ga tiết ra để nấu. Vì thế khi gia đình mình sử dụng bếp Nhật là không bao giờ lo khí ga bị rò rỉ ra xung quanh môi trường sống nữa. Và ngọn lửa xanh là nấu không bao giờ bị đen nồi. Và bây giờ em sẽ test cái tính năng an toàn của dòng bếp Nhật cho các bác và anh chị biết được. Còn bếp bên tay phải em test tính năng cạn nước. Còn con bếp bên tay trái em test tính năng không may đang nấu mất ngọn lửa đi, để cho các bác và anh chị thấy được là bếp sẽ hoàn toàn tự động tắt lửa. Và khi tắt lửa là đồng thời khóa ga luôn. Tính năng mất ngọn lửa này thì bắt tầm khoảng 10 giây là bếp sẽ có ga hoàn toàn. Khay nướng và vị nướng thì bằng chất liệu inox, đang còn rất là sáng bóng luôn. Ngọn lửa, em test lửa luôn lò nướng cho các bác và anh chị theo dõi được cho nhanh luôn. Thấy được là bếp vẫn hoạt động rất là tốt, lửa lên rất đều và rất xanh. Tiêu chuẩn nướng của Nhật thì các bác đã yên tâm và sử dụng thôi ạ. Bên trong đây là chất liệu của lò nướng là bằng tôn zin của Nhật. Tiêu chuẩn nướng của Nhật thì cực an toàn rồi. Vì người Nhật họ khắt khe trong chế độ dinh dưỡng và sức khỏe của mình rất cao. Cho nên khi họ đã đề ra được sức khỏe cao rồi thì người Nhật dùng được thì mình người Việt Nam cũng yên tâm dùng thôi ạ. Thành vách thì rất là đẹp luôn. Còn là bếp này đời rất cao, tháng 2 năm 2020. Khi các bác nhận bếp thì các bác gióng theo đây thì các bác thấy được đời bếp. Nên giá thành của con bếp này thì em sẽ ưu đãi cho các bác được hơn. Bác nào mà quan tâm đến mã này thì em bán cho các bác và anh chị con bếp này, chào bán cho bác và anh chị với giá thành là 2.500.000 đồng. Một con Panoma đời 2020. Bếp cạn nước cũng đã có tín hiệu tắt ga rồi. Tắt lửa rồi. Và khi tắt lửa là đồng thời khóa ga luôn. Bây giờ em sẽ test lửa cho các bác và anh chị thấy được. Hoàn toàn khóa ga đúng không ạ? Một con bếp này trang bị đầy đủ tính an toàn, tính tiết kiệm ga. Và giá thành thì có 2.500.000. Bác nào quan tâm đến mã này thì liên hệ với em nhé. Ngoài những dòng này thì bên em vẫn còn có dòng phân khúc rẻ hơn và những phân khúc cũng cao hơn, dao động từ 1.600.000 đến tầm 4-5 triệu. Bác nào quan tâm mã nào, muốn gia đình mình sử dụng theo nhu cầu như thế nào thì cứ liên hệ lại với em. Em sẽ chọn cho các bác và anh chị được những chiếc bếp theo nhu cầu của cuộc sống của gia đình mình và nhu cầu tài chính của mỗi gia đình ạ. Bếp hoàn toàn khóa ga cả đúng không ạ? Bếp Nhật thì luôn sử dụng bằng đôi pin để đánh lửa lên. Và pin này thì dao động sử dụng dao động được từ 3 đến 5 tháng tùy theo gia đình mình nấu. Và khi dùng bếp Nhật thì các bác còn
Khi nào mà thấy cái đèn đỏ nháy ở đây này là báo hiệu là pin của gia đình mình gần hết, để biết đường thay pin ạ. Thành vách thì rất đẹp, em chia sẻ rồi. Các tính năng an toàn của dòng bếp Nhật thì con bếp này ok hết rồi. Giá thành thì em vừa báo cho các bác và anh chị là 2.500.000. Bác nào quan tâm thì liên hệ lại với em ạ. Xin cảm ơn các bác và anh chị đã luôn đồng hành theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo ạ.